Vâng, em Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay là tối mùng 4 Tết thì Tùng Nguyễn cũng có làm một cái video để giới thiệu về hai sản phẩm để cho anh em có nhu cầu sắm thiết bị âm thanh vào các cái ngày đầu xuân. Đấy, thì lịch làm việc nhà Tùng Nguyễn thì mùng 6 thì Tùng Nguyễn sẽ khai xuân. Các bác nhé, còn từ mai thì Tùng Nguyễn sẽ nhận đơn của các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. À, đầu năm mới thì Tùng Nguyễn sẽ lì xì tất cả các đơn hàng từ 50.000 cho đến 100.000, 200.000 cho đến 300.000 các bác nhé. Đấy. Những đơn hàng nào dưới 1 triệu sẽ được lì xì là 50.000, còn những đơn hàng nào mà từ 1 triệu cho đến 3 triệu đổ về thì lì xì 100.000, còn những đơn nào mà lì xì từ 3 triệu đổ lên sẽ được lì xì là 200.000, còn những đơn hàng nào mà đặt các đôi loa thành phẩm sẽ được lì xì là 300.000. Đấy. Thì Tùng Nguyễn Audio xin giới thiệu cho tất cả các bác một bộ mic không dây có mã là BS Audio G500 Plus. Bộ mic này thì là hàng cuối năm về bán rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới lên video cho khách để các bác xem. Và đây là một con máy lâm tiếng của BS Audio V900 Plus. Đây là sản phẩm máy lâm tiếng cao cấp cho ra tiếng rất là hay. Đấy. Đây là tay của mic này. Tai mic màu bạc G500 Plus các bác nhé. Đây là phiên bản đời cao của PS Audio. Tiếng của nó rất là ok luôn, mic sáng nhẹ và đặc điểm khi mình hát thì nó sẽ không bị vỡ tiếng, rất là tròn. Có chế độ tự ngon ngắt tất tất cả phụ kiện đi kèm. Đây là mic đập hộp các bác nhé. Bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng. Con mic này thì có giá là gần 3 triệu một bộ, được bao ship các bác nhé. Đây là mic hàng chính hãng của PS. PS là hàng sản phẩm cao cấp, hàng chính ngạch, các bác nên lưu ý chế độ bảo hành tốt và hàng của nó cao cấp. Và con máy nâng tiếng V900 mùa lướt này có giá hơn 1 triệu một con. Thì nâng tiếng thì khi đi hàng cho khách thì đều có đầy đủ dây jack kết nối là Calon. Đấy, thì hôm nay em làm clip để thông báo cho tất cả các bác về cái chương trình làm việc của bên em. Hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về một bộ mic PS G500 Plus là siêu phẩm mới về. Thì các bác có nhu cầu quan tâm đến các cái dòng chiếc mic không dây thì hát tiếng nó rất là hay luôn, nó khác hẳn các cái hoàn toàn mic có dây. Mic có dây có xịn đến đâu thì xịn, nó sẽ không bao giờ tiện được bằng những cái dòng mic không dây được. Thì các bác sắm các bộ mic hàng chất lượng thì tiếng hát nó ra rất là hay. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nha.